Quý vị và các bạn thân mến, khi sự việc ông Nguyễn Đức Lũy được người lạ trao cho cháu bé, Ủy ban Nhân dân Phường Phú Lương, quận Hà Đông đã tiến hành đầy đủ thủ tục hành chính cũng như kiểm tra sức khỏe cho cháu bé. Ông Dương Ngọc Thỏa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Phú Lương chia sẻ thông tin về câu chuyện này qua cuộc trò chuyện với phóng viên Khánh Ly. Thời gian mà gia đình ông Lũy nhận được cháu gái khoảng hơn một tháng tuổi, nặng khoảng 4,5 kg bị bỏ rơi thì chúng tôi cũng đã đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng để gia đình ai đánh rơi cháu thì đến phường làm thủ tục để nhận lại. Tuy nhiên sau hơn tháng thông báo thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng loa truyền thanh của phường cũng không có ai đến nhận. Rất nhiều người ở quận ở các phường khác trên mặt quận có đến để xin nhận cháu làm con nuôi. Này, tuy nhiên thì bác Lũy tha thiết mong phường tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho gia đình nhà bác nhận hiện nay thì cháu bé cũng đã được gần một năm phát triển rất là bình thường gia đình bác lũy thương yêu cháu như là con ruột của gia đình đây là một tình cảm rất là đáng trân trọng là một người lãnh đạo ở địa phương thì những cái tiêu chí nào mà mình chọn gửi danh sách lên được nhận là bằng khen người tốt việc tốt ạ bác nguyễn đức lũy thì cũng là một trong người được nhận bằng khen này ạ ở trên địa bàn của phường ấy công dân người tốt người tốt thì cũng có rất nhiều họ tham gia các cái hoạt động xã hội tình nguyện tuy nhiên ở đây bác nghĩ cũng là nhân vật đầu tiên của phường ở cái việc mà nhận được một người hoàn toàn xa lạ không phải máu mủ của mình nhưng mà bằng tình người bác mang về và chăm sóc nâng niu nuôi dưỡng cháu rất là chu đáo và đồng thời là cũng báo cáo chính quyền địa phương theo đúng quy định của pháp luật. Thế thì bác Lũy cũng là một trong những gia đình rất là tốt chấp hành mọi chủ trương chính sách của Đảng và nhà nước. Nhà gia đình nhà bác cũng liên tục đạt gia đình văn hóa và có những năm đạt gia đình văn hóa tiêu biểu. Thế do vậy là điều kiện cần và đủ là gia đình của bác hoàn toàn là xứng đáng. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông. Quý vị và các bạn thân mến, khi nghe xong câu chuyện ông Nguyễn Đức Lũy nhận nuôi dưỡng cho bé sơ sinh không phải máu mủ ruột già, bạn sẽ nghĩ gì? cháu bé đã may mắn khi được trao gửi vào gia đình ông Nguyễn Đức Lũy. Bởi ở đây bé không chỉ được nuôi dưỡng đầy đủ mà quan trọng hơn đó là tình yêu thương của cả gia đình thứ hai dành cho bé. Chương trình Đời Như Cổ Tích dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. chương trình hướng dẫn học tiếng anh Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc Learn English through stories The Hare and the Tortoise. Các em thân mến, trong chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các em câu chuyện Thỏ và Rùa the hare and the tortoise để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay các em cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây tortoise con rùa to laugh at somebody cười nhạo báng ai to plod into bò vào hare con thỏ thỏ rừng to boast khoác lác khoe khoang a very comic idea một ý tưởng thật khôi hài at sunrise vào lúc bình minh To grin at something or somebody. Nghèn miệng cười với ai? In no time. Chẳng mấy chốc. Anxiously. Băn khoăn, lo lắng. There is no need for somebody to do something. Ai đó không nhất thiết phải làm gì. By the time. Vào lúc. To murmur sleepily. Lầm bầm, lè nhè. To waste one's time or breath on or in something or somebody. nói việc gì một cách vô ích. Bây giờ mời các em cùng nghe câu chuyện. Trong khu rừng nọ, trên một bãi đất trống là nơi các con vật thường tập trung mỗi tối sau khi ra bờ sông để uống nước. Rùa luôn là con vật cuối cùng đến được đó, vì thế nó thường hay bị các con vật khác chế giễu khi bỏ tới bãi đất. In the forest there was a clearing where all the animals gathered each evening after going to the river to drink, the tortoise was usually the last to arrive, and the other animals would laugh at him as he plodded into the clearing. Nhanh lên nào, anh bạn chậm chạp. Chúng thường gọi rùa như vậy mỗi khi nó vượt qua bãi cỏ tiến về phía chúng. Nhưng rùa chỉ nháy mắt đáp lại và tiếp tục di chuyển chậm chạp đến nơi mà nó muốn dừng lại. Come on, slow coach! it would call out as he came through the grass towards them the tortoise would blink at them and continue slowly on his way until he reached the spot where he wanted to settle down trong rừng con vật nhanh nhẹn nhất trong tất cả các loài vật là thỏ nó chạy rất nhanh cho nên nó luôn là con vật đến bãi đất trống đầu tiên nhìn ta này mỗi buổi tối nó kiêu ngạo nói ta có thể chạy nhanh hơn tất cả các ngươi The liveliest of all the animals in the forest was the hare. He ran so fast that he was always the first to arrive at the clearing. Just look at me, he was boasting one evening. I can run faster than any of you. Chú rùa thông thả chạy đến chỗ khu đất trống và dĩ nhiên nó vẫn là người đến cuối cùng như mọi khi. Trước sự ngạc nhiên của tất cả các con vật, lần này rùa từ từ tiến đến chỗ thỏ. The tortoise ambled into the clearing last, as usual. To everyone's surprise, he went slowly across to the hare. Nó hỏi, nếu anh chạy nhanh thế, anh có chạy thi với tôi không? Since you run so fast, could you beat me in a race? He asked. Ta sẽ thắng ngươi thôi. Thỏ thốt lên và bỏ ra đất cười ngặt ngẽo. Dĩ nhiên rồi, ta sẽ thắng ngươi. Hãy chọn đường đua đi. Nhưng đừng chọn chỗ quá xa so với những chiếc chân ngắn và bé tẹo của ngươi đấy. Nó lại phá lên cười. I beat you in a race, exclaimed the hare, and fell on the ground laughing. Of course I would beat you. You named the distance, tortoise. But don't make it too far for your short little legs, and he roared with laughter again. Hầu như tất cả các con vật khác cũng bật cười. Ý tưởng đó nghe có vẻ thật khôi hài. Cáo nói, "Vậy thì nhanh lên anh bạn Rùa, hãy chọn đường đua và thời gian đi, chúng tôi sẽ đến cổ vũ cho anh." Most of the other animals laughed too. It did seem a very comic idea. The fox said, "Come on then tortoise, Name the distance and the time and then we will all come and watch. Chúng ta sẽ xuất phát vào sáng mai lúc bình minh, rùa nói, chúng ta sẽ chạy từ điểm này đến mé rừng và lại quay trở lại đây dọc theo bờ sông. Let us start tomorrow morning at sunrise, suggested the tortoise. We'll run from this clearing to the edge of the forest and return along the bank of the river. to this spot again. Tại sao thế? Người sẽ phải mất cả ngày để chạy mất dùa ạ. À? Người có chắc vẫn muốn tiếp tục thi không? Thỏ hỏi, nó cười phá lên với ý nghĩ sẽ thắng cuộc một cách dễ dàng. Why? It will take you all day to go so far, tortoise. Are you sure you want to go ahead with it? asked the hare. He grinned at the thought of the easy victory he would have. Dĩ nhiên rồi, rùa đáp. Người đầu tiên trở về địa điểm này sẽ là người chiến thắng. Đồng ý, thỏ nói, trong khi rùa đã chui vào đám cỏ dài để ngủ đêm. I am sure, replied the tortoise. The first one back to this clearing will be the winner. Agreed, said the hare, as the tortoise settled down in some long grass to sleep for the night. Sáng hôm sau, trên bãi đất trống, các con vật tụ tập rất đông để cổ vũ cho trận đua. Có con chạy dọc bên mé rừng, có con lại chọn những vị trí thật đẹp để theo dõi cả quãng đường đua. The next morning, the clearing was full of animals who had come to see the start of the great race. Some ran along the edge of the forest. Others chose good places to watch along the way. Rùa và thỏ đứng song song nhau. Khi mặt trời vừa ló lên, cáo hô to. Sẵn sàng! Chuẩn bị! Chạy! The hare and the tortoise stood side by side. As the sun rose, the fox called, "Ready, steady, go!" Thỏ chạy rất nhanh. Trong phút chốc, nó đã bỏ xa rùa và không còn thấy bóng dáng nó đâu nữa. Rùa cũng bắt đầu chạy theo hướng đó. The hare jumped up and in no time at all, he was far ahead of the tortoise, almost out of sight. the tortoise started off in the same direction. Nó lê bước một cách khó nhọc, từ từ nâng từng bước một cách nặng nề, sau đó lại hạ chân xuống. Mỗi bước lê của nó chỉ được một đoạn rất ngắn. He plodded along, slowly picking up his feet, and then slowly putting them down, only a little in front of where they had been before. Cố lên rùa! Các bạn của rùa lo lắng hô to khác hẳn với thỏ, nó không nhấc chân lên để vẫy đáp lại tỏ lòng cảm ơn mà nó tiếp tục chậm chạp tiến về phía trước. Come on, tortoise, called his friends anxiously, but he did not lift up his foot to wave at them as the hare had done. He kept on moving slowly forwards. Chỉ sau vài phút, thỏ đã cách rất xa vạch xuất phát. Biết vậy, nó đã giảm tốc. Dù phải mất cả ngày là chắc, nó nghĩ chẳng việc gì mà phải vội vàng. Nó dừng lại tán phét đám bạn và nhấm nháp những cọng cỏ đầy nước dọc đường đua. In a few minutes, the hare was a long way from the starting line, so he slowed down. It's going to take the tortoise all day, he thought. So there's no need for me to hurry. He stopped to talk to friends and nibble juicy grass here and there along the path. Lúc nó hoàn thành được nửa quãng đường cũng là lúc mà trời đã lên cao và trời trở nên nóng bức. Các con vật khác đang ngồi đợi đã nhìn thấy bóng dáng thỏ quay trở lại bãi đất trống, chúng tiếp tục bám trụ tại đó lâu hơn để đợi rùa. By the time he reached halfway, the sun was high in the sky and the day became very hot. The animals who were waiting there saw the hare turn back towards the clearing. They settled down for a long wait for the tortoise. Đến khi đang chạy men theo bờ sông, ánh nắng mặt trời và những cọng cỏ nó đã nhấm nháp làm nó buồn ngủ dí mắt. As he returned by the river, the hot sun and the grass he had eaten made the hare feel sleepy. Chẳng việc gì phải vội vàng cả. Nó tự nhủ, chỗ này mát thế cơ mà. Rồi nó ngả người xuống đất một cách thoải mái, gối đầu lên tay mơ màng ngủ. There's no need to hurry, he told himself. Here's a nice shady spot, and he stretched himself out comfortably on the ground. With paws beneath his head, he murmured sleepily. Kể cả dù có vượt mình đi chăng nữa cũng chẳng sao, mình nhanh hơn nó rất nhiều, mình sẽ về đích đầu tiên và chiến thắng. Nghĩ vậy, nó mặc kệ cho số phận và ngủ thiếp đi. It won't matter if Tortoise passes me. I'm much faster than he is. I'll still get back first and win the race. He drifted off to sleep. Trong lúc đó, rùa vẫn cứ di chuyển một cách chậm chạp. Nó đến được mé rừng rất nhanh sau thỏ. Vì nó không dừng lại tán gẫu với bạn, cũng không nhấm nháp cỏ tươi đầy nước. Thế rồi, khẽ mỉm cười, nó vượt qua thỏ đang nằm ngủ say sưa dưới bóng dâm. Meanwhile, the tortoise went on slowly. He reached the edge of the forest quite soon after the hare, for he had not stopped to talk to friends or eat tempting fresh grass. Before long, smiling gently, he passed the hare sleeping in the shade. The animals in the clearing waited all day for the hare to return. But he did not arrive. The sun was setting before they saw the tortoise plodding towards them. Thỏ đâu? Chúng đồng thanh hỏi. Rùa lặng lặng không đáp một lời, mà chỉ từ từ tiến về phía chúng. Where is the hare? They all called out. The tortoise did not waste his breath in answering, but came steadily towards them. Hooray! Rùa thắng rồi! Giỏi quá! Anh bạn chậm chạp! Các con vật la hét chúc mừng rùa. Chỉ đến khi biết chắc mình đã giành chiến thắng trong cuộc đua, rùa mới nói. Thỏ ư? Ồ, oh, cậu ấy đang ngủ bên bờ sông. Hooray! Tortoise has won! Well done, Slowcoach! The animals cheered. Only when he knew he had won the race did Tortoise speak. Here? Oh, he's asleep back there by the river. Bỗng nhiên một cơn rông ập tới, nhanh như chớp, thỏ phóng về phía bãi đất trống. khi tỉnh dậy nhìn xem rùa đã đi đến đâu thì nó phát hiện ra rằng nó đã ngủ quá lâu so với dự định. There was a sudden flurry, and at great speed the hare burst into the clearing. He had woken, and seeing how long the shadows were, realized he had slept for much longer than he intended. Nó chạy thục mạng về phía bãi đất trống nhưng đã quá muộn. Dừa vừa cười vừa nói, chậm nhưng chắc sẽ chiến thắng đấy anh bạn ạ. À. He raced back to the clearing, but he was too late. Tortoise smiled and said, slow and steady wins the race. Bây giờ xin mời các em cùng nghe lại một phần chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. Who was the liveliest in the forest? In the forest there was a clearing where all the animals gathered each evening after going to the river to drink. The tortoise was usually the last to arrive and the other animals would laugh at him as he plodded into the clearing. Come on, slow coach, they would call out. As he came through the grass towards them, the tortoise would blink at them and continue slowly on his way until he reached the spot where he wanted to settle down. The liveliest of all the animals in the forest was the hare. He ran so fast that he was always the first to arrive at the clearing. Just look at me, he was boasting one evening. I can run faster than any of you. The tortoise ambled into the clearing, last as usual. To everyone's surprise, he went slowly across to the hare. Since you can run so fast, could you beat me in a race? he asked. The Who was the liveliest in the forest? The hare. em thân mến, bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong bài học lần sau. Goodbye.